Thiện hiện không có biên giới của sắc, gọi là tướng thật tế của sắc, không có biên giới của thọ tưởng hành thức, gọi là tướng thật tế thọ tưởng hành thức. Nói rộng cho đến không có biên giới của trí nhất thiết trí, gọi là tướng thật tế trí nhất thiết trí. Các đại Bồ Tát như thật biết rõ để học, như thật biết rõ về tướng rộng hẹp của các pháp. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát như thật biết rõ tướng pháp giới của sắc, như thật biết rõ tướng pháp giới của thọ tưởng hành thức, nói rộng cho đến như thật biết rõ tướng pháp giới của trí nhất thiết trí, đại Bồ Tát ấy như thật biết rõ tướng rộng hẹp của các pháp. Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là tướng pháp giới của sắc, thế nào là tướng pháp giới của thọ tưởng hành thức, nói rộng cho đến thế nào là tướng pháp giới của trí nhất thiết trí, để các đại Bồ Tát như thật biết rõ mà học, để như thật biết rõ tướng rộng hẹp của các pháp. Phật dạy, thiện hiện sắc như hư không, không chướng ngại, không sanh, không diệt, không gián đoạn, không liên tục, nhưng không thành lập, gọi đó là tướng pháp giới của sắc. Thọ tưởng hành thức như hư không, không chướng ngại, không sanh, không diệt, không gián đoạn, không liên tục, mà có thể thành lập, gọi đó là tướng pháp giới của thọ tưởng hành thức. Nói rộng cho đến trí nhất thiết trí như hư không, không chướng ngại, không sanh, không diệt, không gián đoạn, không liên tục, có thể thành lập, gọi đó là tướng pháp giới của trí nhất thiết trí. Các đại Bồ Tát như thật biết rõ để học, như thật biết rõ tướng rộng hẹp của các pháp. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát làm thế nào để biết tướng rộng hẹp của tất cả pháp? Phật dạy, thiện hiện các đại Bồ Tát như thật biết rõ về tất cả pháp không hợp không tan, thì đại Bồ Tát ấy sẽ biết tướng rộng hẹp của tất cả pháp. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, tất cả pháp không hợp không tan là những pháp nào? Phật dạy, thiện hiện, sắc không hợp không tan, thọ tưởng hành thức không hợp không tan, nói rộng cho đến trí nhất thiết trí không hợp không tan. Tham dục sân giận ngu si không hợp không tan, dục giới sắc giới vô sắc giới không hợp không tan, cảnh giới hữu vi, cảnh giới vô vi không hợp không tan. Vì sao? Vì các pháp ấy không có tự tánh, nếu không có tự tánh thì không sở hữu, nếu không sở hữu thì không thể nói có hợp có tan. Các đại Bồ Tát biết rõ tất cả pháp như vậy thì biết rõ tướng rộng hẹp của tất cả pháp. Hết quyển thứ 524.